Rồi nụ nè, cái cây này bông chắc bự lắm. Đúng rồi. Quá hết rồi. Mấy cái nụ vậy là bông bự lắm cả nhà. Biết đâu nó nở ra mấy giống như siêu bông. Như siêu bông không chừng cả nhà. Cây này nó lạ thiệt. Nụ nè cả nhà. Ở ngoài nhìn nụ nó còn nhiều hơn em quay, tại vì em quay cái khung hình nó nhỏ hơn so với cái tầm mắt ở ngoài mình nhìn đó cả nhà. Ở ngoài nhìn nụ còn nhiều hơn nữa đó. Dạ em xin chào cả nhà. Tiếp tục ngày hôm nay thì em có đến nhà vườn của bạn Thái Cường ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Đốc, tỉnh Bến Tre để em quay giao lưu với cả nhà một số và mã số mai tàng mình chưa tết nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ cho bạn Cường nha. Anh chào Cường nha. Dạ chào anh Trọng ha. Rồi. Rồi chào cả nhà mình đã đến với kênh của anh Trọng nha. Rồi. Chúc cả nhà mình xem kênh vui vẻ nha. Ừ. Rồi cũng cảm ơn cả nhà mình vừa qua cũng đã ủng hộ hết clip bên em á. Hôm nay em lên tiếp tục là clip mới nha cả nhà. Rồi. Đó, hôm nay là em sẽ bán đồng giá cho cả nhà mình là 1,4 triệu một cây ha. 1,4 triệu một cây. À, chỗ này là chỗ 6 anh Cường. Chỗ 6 đúng rồi. Rồi. Rồi để bước vào em đo chỗ nhà mình cây số 1 ha. Mã số 1 trước nha cả nhà. Mã số 1 luôn. Một cây mai tàn. Mai giảo riêng cả nhà. Giảo riêng thừng chậu ha. Hoành đo dưới nhánh ha. Nhánh này nó nằm sát ở dưới luôn nè cả nhà. Rồi cây này hoành là 22 nha. Hoành là 22. Rồi nụ kim nè cả nhà. Nụ kim nó lên rồi cả nhà. Đó, mắt lá thì có nụ hết trơn nè. Đây cả nhà, nhánh bên này nữa nè. Nụ kim này ha. Rồi bên đây nữa nè cả nhà. Rồi đòi mình cái chiều cao tán ngang luôn đi em. Rồi cái này tán ngang là 1m6 ha. 1m6 tán ngang cả nhà. Mã số 1 nha. Chiều cao là 1m8 cả nhà. 1m8 rồi cho anh xin một vòng luôn đi Cường. Cả nhà mình tham khảo rồi, mã số 1. Rồi mã số 1 em vô lưu là 1,4 triệu em bao ship nha. Đồng giá đó. Dạ đúng rồi, hôm nay đồng giá luôn. Rồi đồng giá 1,4 triệu cả nhà ơi. Rồi cho anh quay cái nút nụ cái Cường ơi. Số điện thoại nhà vườn em để góc bên trái bên đây có Zalo nha cả nhà. Đây nút nụ nè. À nụ kim này cả nhà. Em quay gần gần cả nhà mình xem ha. Đó, nụ kim nó lên rồi cả nhà. Đó, nắng rọi vô rất là nhìn rất là đẹp luôn. Đây, mút ở trên này nữa nè. Cả nhà mình cứ nhận hàng kiểm tra thoải mái hả Cường ha. Dạ đúng rồi. Rồi giá 1,4 triệu là giá nhà vườn. Bao ship ở gần là sẽ có chậu ha. À, phạm vi Nam Bộ ha. Miền Tây Nam Bộ thì nhà vườn sẽ gửi luôn cái chậu, mình gửi xe cả nhà. Còn ở xa thì nhà vườn sẽ bó bầu gửi qua bưu điện ha em ha. Dạ. Rồi, số điện thoại nhà vườn em để góc bên trái bên đây, có gì cả nhà liên hệ nhà vườn giúp em nha. Rồi, tiếp tục lên cây mã số 2 nha cả nhà. Rồi, cây này phơm cao cả nhà. Đó, ơi. Phơm cao ha. Rồi. Ai thích tông cao mình chọn cái này là ok luôn ha. Rồi. Hàng này thì cả nhà mình về mình cũng có thể mình trồng đất thêm hết cả nhà. Trồng lâu dài nó có giá trị mai riêng. Rồi, cây này hoành 21. Hoành là 21, tất cả đều là chậu 6 lọt lòng hết nha cả nhà. Nguyên cái lô này đồng giá là 1,4 triệu một cây bao ship. Chiều cao. Cao là 2m3. 2m3. Tán ngang cái này là 1m6 ha. 1m6 tán ngang. Rồi cho anh xin một vòng luôn đi Cường. Mã số 2 nha cả nhà. Cây này là phơm cao nè cả nhà. Đó. Rồi cho anh quay nút nụ cả nhà. Đây cả nhà ơi, cây này nụ cũng dữ dằn luôn nè cả nhà. Đó. Nhà vườn mình xử lý lên nụ hết trơn rồi ha. Đây cả nhà, nụ kim nó lên nè. Đó, cây này cũng đồng giá luôn là 1,4 triệu bao ship. Nụ mút ở trong thân luôn nè cả nhà. Cây này phơm tàn cao nha. Nếu mà cả nhà mình định hướng mình trồng lâu dài, mình có thể mình về mình dằn cái tàn đồ ra cả nhà, mình kéo cái tàn đồ ra ha. Rồi mình chơi tết năm này đi, rồi sang năm mình xuống đất. Cây này là mã số 2, 1 triệu. Mã số 2 cũng cho luôn 1,4 triệu nha cả nhà. Rồi 1,4 triệu bao ship. Bí ship cho mình luôn ha. Cây này cao ngoài 2 thước luôn nha cả nhà. Tiếp tục là cây mã số 3 nha cả nhà. Rồi. Đó, cây này cái tông lùng lực ha. Cây này cái tàn nó tròn do luôn nè cả nhà. Cho anh xin thông số luôn. Đế thì đế cũ nở thôi nha cả nhà. Hoành thân. Rồi cây này hoành là 23. Hoành là 23 cả nhà ơi. Rồi để cô nở rồi ha. Thấp thân cũng thấp nữa. Rồi chiều cao tán ngang đo mạnh luôn. Cây này lùng lực nè cả nhà. Tán ngang mét 6 ha. Rồi tán ngang mét 6. Chiều cao. Trong quay nút nụ cả nhà mình xem ha. Cao là 1m8. Chiều cao là 1m8. Rồi cho anh nút nụ nè. Quay nút nụ cả nhà mình xem. Đây cả nhà, nụ kim nó lên nè ha. Đó. Mút ở trong đây nữa nè cả nhà. Có nụ hết nha cả nhà, nhà vườn xử lý nụ cho cả nhà hết rồi. Đó, mình về mình cô chú anh chị ở ngoài miền ngoài thì mình tưới thì mình thúc cho nó nụ mau lớn nha cả nhà. Còn miền Nam mình mấy cái nụ này là mình để mình chơi được rồi ha. Đó. Rồi cho anh xin một vòng. Giá mình giao lưu là đồng giá 1,4 triệu anh em ha. Ừ. Cái này lùng lực cả nhà, cái tàn rậm bi ha. Tán ngang là 1m6, cao là 1m8 ha cả nhà. Rồi, mã này là mã số 3, cái cây này ngoài nhìn đẹp lắm nha cả nhà, mã số 3 cả nhà. Rồi, tiếp tục em lên cây mã số 4 nha cả nhà. Rồi. Cây này cũng phơm cao luôn nha cả nhà. Mà số 4. Cây này em nhìn xa xa là em thấy nụ nó no rồi cả nhà. Đẹp. Hoành thân 24. Hoành là 24 nha cả nhà. Đây, bạn đo đi rồi em quay nụ cả nhà mình xem. Cao 2m2. Cây số 4 này nụ ok luôn nè cả nhà. Nụ no nụ luôn nè. Tán ngang 1m6. Tán ngang là 1m6 cả nhà.
cây này nút nụ ok luôn Cường ơi. Nụ không? Quá trời nụ luôn, hồi tới trên đây luôn. Múc ở trên đây nè. Đây cả nhà. Đó. Em quay cái clip cái cây nào cả nhà mình xem chưa kỹ thì cứ liên hệ bạn, bạn có thể bạn chụp hình hay là bạn quay phim qua cho cả nhà mình, gửi qua Zalo cả nhà mình xem thêm ha. Múc ở trên đây nữa nè cả nhà. Đây, nút nụ rồi. Rồi, cho anh xin một vòng. Cái này tán ngang 1m6, cao là 2m2 nha. Rồi. Rồi, giá mình bán độc giá là 1.4 một cây ha. Bao ship toàn quốc. Xa gần gì cũng bao ship giá này hết nha cả nhà. Ở xa là đi bưu điện nha cả nhà. Rồi. Còn ở gần thì đi có chậu ha. Rồi, gửi xe trong ngày có luôn anh Cường ha. Rồi. Rồi, tiếp tục lên cái mã số 5 nha cả nhà. Rồi, cái cây này cũng ok luôn nè cả nhà. Quá, toàn thông nè cả nhà. Lực luôn cả nhà. Hang. Rồi. Rồi cho anh xin thông số luôn. Wow, cái này nụ cũng đẹp luôn. Cái tàn nhìn cũng đẹp mà nụ nhìn cũng đẹp nữa nè cả nhà. Cây này hoành 25. Rồi, cái cây này cô chú anh chị ở ngoài miền ngoài là ngắm cây này được luôn á. Cái nụ này cả nhà. À, hoành là 25. Tán ngang 1m7. Đế củ nở cho nên em không có quay kỹ cái gốc hết cả nhà. Hoành 25, tán ngang 1m7, cao 2m2 nha. Rồi. Giá giao lưu cũng đồng giá là 1.4 triệu luôn á. Cây về bao ship luôn. Bao ship cho mình luôn. Cái cây này đẹp mà Cường ơi. Đúng rồi. Quá là lực nụ nè cả nhà. Nụ này cô chú anh chị ở miền lạnh thế nha, ở miền Trung, miền Bắc đồ rồi mình ở miền Nam vẫn chơi được, lá còn là ok. Ừ. Lá giữ xanh là ok ha. Nhưng mà mấy nụ về mình ưu tiên ngoài trước đi ha. Rồi, cây này cũng đồng giá là 1.4 triệu luôn. Cái nụ nè cả nhà, nụ nó sáng ngời luôn á cả nhà. Đây, nút nụ nè. Đó. Cái cành nó cũng cứng nữa con. Cây này ok ha con. Mình con nó cũng nhặt về cả nhà. Rồi, gốc này là mã số 5. Mã số 5 nha cả nhà, cũng đồng giá là 1.4 triệu bao phí ship luôn. Rồi tiếp tục lên cây mã số 6 ha. Rồi. Trời, cây này cái form cũng đẹp lắm cả nhà. À. Rồi cho anh xin thông số, chỉ có 1.4 triệu một cây nha cả nhà mình cứ tham khảo nha. Được cây nào ủng hộ nhà vườn giúp em. Hoành thân, cưng đâu hoành đi. Em quay dàn nút nụ cả nhà mình xem, nụ múc ở trong đây nè. Hoành là 26 nha. Hoành là 26. Rồi nút nụ nó lên, nụ kim nha cả nhà. Nha, mỗi mắt lá đều có nụ hết trơn. Rồi tán ngang chưa cao nha. Cao 2m, tán ngang là 1m7. Ừ. Wow, cây này nụ cũng ok luôn nè cả nhà. Còn cái tàn có chỗ nào mà cả nhà cảm thấy nó chưa có điều thì mình có thể mình về mình kéo thêm ra hay. À, rồi cây này cũng đồng giá 1.4 triệu luôn, bao ship luôn. Mã số 6 em ha. Đúng rồi. Rồi mã số 6 cả nhà mình tán ngang 1m7 cao 2m. Rồi tán ngang 1m7 cao 2 thước nha cả nhà. Nụ rất là nhiều luôn. Tiếp tục lên cây mã số 7 nha cả nhà. Rồi. Rồi cho anh xin đồng số luôn nha. Rồi để mã số 7 luôn ha. Đồng giá là 1.4 triệu một cây bao ship toàn quốc hết nha cả nhà. Chậu này cũng là chậu 6 lọt vòng luôn. Hoành thân. Nút nụ múc ở dưới đây nè cả nhà. Rồi cái này hoành là 23 nha. Hoành là 23. Top thân này nằm sát mặt chậu luôn cả nhà. Cao 2m2. 2 thước 2 chiều cao. Cao 2 thước. Tán ngang là 1m6 nha. Rồi tán ngang là 1 thước 6 cho anh xin một vòng luôn. Giá như luôn là 1.4 triệu bao ship. 1.4 triệu bao ship lộn giá cho mình luôn ha. Rồi nè, cái này là mã số 7 cho cả nhà xem chưa. Ừ. Đây em quay thêm nụ cho cả nhà mình xem. Nụ nè cả nhà, nụ kim nó lên nè. Bé đây nữa nè cả nhà. Múc ở trên đây nữa nè cả nhà. Đây nụ kim nó lên nè. Trời ơi, về luôn. Cái nhà mình về mình canh bấm đọt non giùm em nha. Mà giờ nó cũng đính nè cả nhà, nó hết ra đọt non nhiều rồi. Vô trướng rồi hen. Rồi cho anh xin cái một vòng. Cao 2m2, tán ngang là 1m7. Rồi 1m7. Giá đồng giá là 1.4 triệu bao ship dạ, nha cả nhà. 1.4 triệu em bao ship. Rồi mã số 7 nha. Rồi tiếp tục cây số 8 cả nhà ơi. Rồi, cây này nụ cũng dữ dằn luôn. Năm nay nhà vườn làm nụ đạt ghê cả nhà ơi. Quá chừng nụ luôn nè. Cái cây này nụ nè cả nhà. 23 hoành. Hoành là 23. Cái nhà mình xem nụ nè. Cái nhà mình phái nụ nhiều mình chọn cái này nè. Ờ. Tán ngang 1m5. Tán ngang là 1.5 thước. Cao 2m1. Chiều cao là 2.1 thước. Rồi cho anh xin một vòng luôn đi Cường ơi. Rồi đây cả nhà ơi, cây này là mã số 7. Mã số 8 em. Ủa mã số 8 chứ. Rồi mã số 8. Đồng giá là 1.4 triệu bao phí ship nha cả nhà nha. Ôi cây này nụ quá chừng luôn. Quá trời nụ luôn. Đây cả nhà ơi, nụ nè cả nhà. Cây làm sao thì em sẽ quay và chia sẻ vậy giống vậy. Cả nhà mình cứ nhận hàng kiểm tra hàng giùm em, đế thì đế cũ nở hết nha cả nhà. À, cả nhà mình nhận hàng, cả nhà mình kiểm tra giống như cái form cây trên clip em quay ha. Rồi một vòng nữa luôn Cường ơi. Mã số 8 nha nhà, đồng giá là 1.4 triệu bao ship nha. Tiếp tục lên cây mã số 9 nha. Wow. Trời ơi, cây này cái nụ quá trời no. Cây này tàn tròn do luôn. Cái này rồi hoành thân. Đò mình cái hoành đi. Cây này nụ cũng dữ dằn luôn, hôm nay giao lưu. 22 hoành. 22 hoành. Cây này nụ dữ dằn luôn nè cả nhà. Nãy giờ em quay ra phần là em thấy nụ nó no không à. Tán ngang là 1m8. Cô chú anh chị miền ngoài là
tham khảo clip này là có nhiều lựa chọn luôn nha. Chiều cao là 2m2. Hai thước hai chiều cao. Ôi nụ nè anh nụ. Ừ, đây. Rồi nụ nè cái cây này bông rất bự lắm. Đúng rồi. Quá hết rồi. Mấy cái nụ như vậy là bông bự lắm cả nhà. Biết đâu nó nở ra mấy giống như siêu bông. Như siêu bông không chừng cả nhà. Cây này nó lạ thiệt. Ừ, nụ nè cả nhà. Ở ngoài nhìn nụ nó còn nhiều hơn em quay, tại vì em quay cái khung hình nó nhỏ hơn so với cái tầm mắt ở ngoài mình nhìn đó cả nhà. Ở ngoài nhìn nụ còn nhiều hơn nữa đó. Rồi góc này cũng đồng giá luôn ha anh em. Đúng rồi, 1.4 triệu. Cây này 1.4 triệu bao ship cả nhà, mình xem nước nụ nè cả nhà. Cây này mã số mấy em? Mã số 9. Mã số 9, cái tàn cũng ok luôn nha cả nhà. Cái tàn cũng ok và nụ cũng nhiều luôn. Rồi cây mã số 9 nha cả nhà ơi, 1.4 triệu luôn ha. Quá đẹp luôn. Cho anh xin một vòng luôn đi Cường ơi. Mã số 9 này cả nhà. Ngang 1.8 cao ha. Tán ngang là 1.7 cao 1.8. Rồi. Rồi tiếp tục lên cây số 10 nha cả nhà. Rồi. Đó, cây này tông cao nha. Cây cũng là tông cao nữa này nha cả nhà. Mã số 10 nha. Hôm nay là đồng giá hết nha cả nhà. 25 hoành nha. Hoành là 25. Rồi tán ngang. Tán ngang là 1.7. Tán ngang 1.7. Rồi cây này nút nụ cũng ok luôn Cường ơi. Hôm nay lựa mấy cái cây này nụ ok hết nha cả nhà. Chiều cao 2.3. Chiều cao là 2.3, nút nụ nè cả nhà. Chiều cao là 2.3. Tán ngang là 1.7 ha. Tán ngang là 1.7, hoành là 25. Hoành là 25. Rồi cho anh xin một vòng luôn. Quá lực luôn. Ừ. Cái này phơm cao quá nha, đồng giá là 1.4 triệu luôn em ha. 1.4 triệu bao ship cả nhà ơi. Số điện thoại nhà vườn để có bên trái bên này có Zalo nha. Cho rồi. Anh quay nút nụ cái nữa Cường ơi. Hồi ơi nụ nè cả nhà. Ừ, nụ no đã rồi. Mấy cây này mình về mình trồng cũng ok luôn cả nhà, mình có chỗ mình trồng đất ha, mình mua số lượng nhiều thì có giá sỉ hơn Cường ha. Đúng rồi, số lượng nhiều có giá sỉ luôn. Số lượng em còn nhiêu Cường? Còn chắc hơn 100 cây. Còn hơn 100 cây cả nhà. Rồi cho cả nhà mình tham khảo thêm một vòng nữa. Cây này là mã số 10. Mã số 10 nha cả nhà nha. Rồi tiếp tục lên cây mã 11 nha cả nhà. Rồi. Ủa cây khó khăn quá, thấp luôn. Cây này cái nhìn dưới kia thông luôn nè cả nhà. Rồi cho anh xin thông số cái hoành trước đi. Ừ, cây này cái dàn xương nhìn cũng đẹp luôn nè. Thoát thân nó sát miệng luôn rồi. Thoát thân sát miệng trời. 23 hoành. 23 hoành cả nhà. Chiều cao. Mã 11 nha cả nhà. Cao 2m1. 2 thước 1 chiều cao. Tán ngang. Tán ngang 1m7. Rồi. Ôi, rồi. Quá tài điều luôn. Ừ. Để quay nút nụ cả nhà. Rồi nút nụ này cả nhà. Đó, mắt lá là có nụ hết trơn nè cả nhà. Hen, mỗi mắt lá đều có nút nụ hết trơn hen. Rồi cho anh xin một vòng luôn đi Cường. Đó, mút dưới đây cũng có nè Cường. Dạ. Cây này thì nụ nó con okay, nụ nó nhỏ hơn so với mấy cây kia thôi. Chỉ có nụ hết trơn nha cả nhà. Nụ nhỏ về thúc thêm giùm em. Rồi cho anh xin một vòng luôn. 1.4 triệu bao ship. 8.7 cao 2.1. Ừ. 1.4 triệu bao ship. Cái cây này cái tàn đẹp hả anh Cường ha? Rồi đúng rồi, cây này tàn quá đẹp luôn. Rồi cho anh xin một vòng luôn. Rồi cây này là mã 11 nha. Rồi 1.4 triệu bao ship nha cả nhà. Cây này tàn tròn do luôn nè. Chậu 6 tấc nha cả nhà. Rồi tiếp tục cũng lên cây số mã số 12 nha cả nhà. Rồi. Mã số 12 đây cả nhà. Cây hoành ha. Hoành thân. Thoát thân là đóng sát ở dưới miệng chậu không à cả nhà. Cái cành dưới nó thấp lắm. Đó, bông thì tết kiểu như là nó trổ từ dưới lên trên luôn cả nhà, nó trổ bích cây luôn ha. Ừ. Mấy cái hàng 22 hoành. Cao 2m2. Mấy cái hàng mai tàn này nhầm kia nó đột biến ra, mấy cái bông nó to, nó nở chùm đẹp. Tán ngang là 1.8 nha. Rồi, tán ngang là 1.8. Bông thì nó dao động từ bao nhiêu cánh Cường? Dạ, bông là dao động là 6 đến 12 cánh ha. À, bông dảo nha cả nhà. Đúng rồi. Rồi, đây, nút nụ nè. Cây này là cũng có nút nụ rất là nhiều luôn nè cả nhà. Đó, nhà vườn mình sẽ lựa những cái cây mà nụ nó đạt với lại cái tàn nó cũng tròn thì mình giao lưu trước hết cả nhà. Còn mấy cây này nó hơi yếu hơn thì mình để sao. Nụ luôn anh. Ừ, đây cả nhà, nút nụ nè cả nhà. Nhiều lắm. Đây này tán ngang 1.8 cao 2.1. Rồi, mã số 12 nha, số đồng 12 giá nha. Là 1.4 triệu bao ship anh Cường ha. 1.4 triệu luôn, 1.4 triệu bao ship. Đồng giá luôn. Rồi, cho anh xin một vòng nữa. Đây cả nhà ơi. Cái nhà mình theo dõi rồi có gì ủng hộ nhà vườn giúp em nha. Rồi, tiếp tục lên cây mã 13 nha cả nhà. Rồi. Mã số 13 nha cả nhà. Cây này cũng phơm cao, nụ cũng quá chừng luôn. Hoành thân, sát chậu luôn. Hoành 21. Hoành là 21, đế cũng nở nha cả nhà. Đó, hoành là 21. Rồi cho anh xin chiều cao tán ngang luôn. Cao 2.2. Nụ nè cả nhà. Chiều cao là 2.2 lần. Tán ngang là 1.6. Rồi nụ nhìn thấy mê luôn nè cả nhà. Cũng muốn ở trên đây nữa nè cả nhà. Ghiền không? Có ngoài. Trời ơi cháu này. Quá trời. Ghê thiệt á. Ôi ôi đây nữa nè Cường. Một về luôn nè. Mấy anh này nữa nè cả nhà. Múc càng sâu trong nụ càng nhiều cả nhà. Cái này nụ nhiều mà lá nó xanh nữa. À. Rồi cho 2 anh. 2.6 cao 2.2. Cho anh xin một vòng luôn. Hoành là 21 nha. Rồi cái này cũng đồng giá là 1.4 triệu bao ship nha cả nhà. Mã số 13.
Cây nào cái nấy nụ là no no không ạ cả nhà. Rồi cái này là cái mã 14 cả nhà ơi. Rồi, mã 14. Ở cái cây ở ngoài nhìn nó to lắm cái nhà, mà giá chỉ có 1,4 triệu, mà giá nhà vườn bao ship toàn quốc luôn cả nhà. À, hoành đo anh đi. Cây này thoát thân nó cũng thấp luôn. Cây này hoành bự. À, chậu 6 hết nha cả nhà. Đừng đo hoành đi anh quay nút nụ cả nhà mình xem. 27 hoành. Hoành là 27. Nút nụ nè cả nhà. Rồi, ơi cái này cái nụ nó tròn tròn quá. Cái này nụ nó tròn tròn. Đúng rồi, cái này nó giống như mai cúc vậy. À, nụ nè. Nhưng mà bông này bông giảo hết nha cả nhà. Mai tàn đa phần là bông giảo, em thấy bông giảo không ạ? Rồi, 8.000. 8.000m7. Chiều cao. Mã cao số 2m2. Mã mấy rồi cơ? Dạ cái này là cái mã mã 14. 14. Rồi, cái này đồng giá 1,4 triệu nha cả nhà. Đồng giá 1,4 triệu luôn nha. Cái này nụ đẹp quá. Cái này phơm cao. Cái nụ cái này nó tròn tròn đó nha. Đây để em bắt lại cái quay cả nhà mình xem lại nữa. Cái cây này nụ lạ nhất, cái nó tròn tròn. Đây cả nhà, cái nụ nó bông nó chứ cũng lạ lạ. Nói chung là mai tàn thì cả nhà mình cứ tham khảo thì bông nhầm kia nó nở ra đột biến ra bông bự bự không chừng nha. Đó. Nó ra siêu bông rồi này nọ không chừng. Rồi, góc này là mã số 14 nha cả nhà, 1,4 triệu bao phí ship luôn nha. Rồi, tiếp tục lên cây mã 15 nha cả nhà. Rồi. Cái cây này nhìn cũng to luôn lắm luôn á cả nhà ơi. Rồi đo mình cái hoành đi, nút nụ nè. Em nhìn xa 2 thước là em thấy nút nụ rồi cả nhà. 24 hoành. À, hoành là 24. Rồi 8.000. 8.000 là 1m7. 1m7. Chiều cao. Cao 2m1. 2m1 chiều cao. Nụ nè cả nhà. Em cố gắng em quay kỹ cho cả nhà mình xem ha. Được thì chốt đơn luôn. Còn cả nhà nụ muốn... là em bao nút nụ cả nhà ơi. Cả nhà muốn xem kỹ thêm thì liên hệ bạn giùm em. Đây cái nhà nút nụ nè. Số điện thoại nhà vườn góc bên trái bên này gọi bạn giùm em nha cả nhà. Được cái nào chốt liền cái đó. Để lâu quá thì mất anh Cường ơi. Đúng rồi. Giống như hồi clip rồi có ăn cây nụ quá chừng luôn. Quá trời điện cái đó luôn. Ờ. À, mà khách đầu tiên là chốt rồi hắn cả nhà nút nụ này. Khách đầu tiên anh ở Khánh Hòa độc giải. Khánh Hòa độc giải hả? Ừ. Giải nhanh tay nhất phải không? Rồi cái này là mã số 10. Cây này mã số 14. Mười mấy, 15 hay 14? 15. Mã số 15 nha. Rồi. 8.000 là 1,8 cao là 2m. Ừ. Đồng giá là 1,4 triệu hết. Đồng giá luôn mã 15 nha cả nhà. Rồi bao ship cho cả nhà toàn quốc luôn nha. Rồi tiếp tục lên cây 16 cả nhà. Rồi. Cho anh xin thông số luôn. Mã số 16 này cũng đồng giá luôn em ha. Nha. Cây này hoành là 24 cả nhà. À, hoành là 24, chiều cao 8.000. Cái cành nó dựng lên này cả nhà. Chờ này chỗ này cũng là 1,7 nha. 8.000 là 1,7 thước, chiều cao. Chiều cao, cao 2m3. Chiều cao là 2 thước 3. Nụ nè cả nhà. Rồi mé bên đâu nữa để em quay nụ cho cả nhà mình xem ha. Kìm nó lên nè cả nhà. Rồi rật nhóc rồi. Ở trên này cũng có nè. Bút ở trên thì em quay không tới nha cả nhà. Ừ, mấy này nè. Mỗi cây em quay nụ cho cả nhà mình xem hết ha. Rồi chiều cao tới ngang em cũng báo cái kỹ trên clip. Ha, cao là 2m3. Rồi. Cây là mã 16 nha cả nhà, em cũng giao lưu và đồng giá là 1,4 triệu nha. Rồi, 1,4 triệu bao ship. Bao ship luôn. Rồi. Tiếp tục lên cây mã số 17 ha. Rồi. Mã số 17 cũng là 1,4 triệu luôn nha cả nhà. Hôm nay là cái clip đồng giá hết, chầu 6 tất hết nha cả nhà. Hoành thân. Đó là mảnh hoành thân này. Kìm nó lên hết nè cả nhà ha. 24 cũng có nụ hết. Bao nụ nha cả nhà, bao nụ. 24 hoành nha. Bao nụ từng cây hết nha. Rồi. 8.000. 8.000 là 1m6. Cái này hoành 24 nha cả nhà. Cao 2m. Rồi, cao là 2 thước, 8.000 là 1,6 thước. Giá mình vô luôn là 1,4 triệu luôn. Đồng giá 1,4 triệu luôn ha. 1,4 triệu bao ship ở nhà xem cái tàn của nó. Ủa, cả nhà quá đẹp luôn. Ờ. Nè, ủa nụ. Ừ, cái tàn cái này khá là đều rồi ha. 1,4 triệu thôi cả nhà. Giá nói chung là cũng dễ chơi ha cả nhà. Chậu là chậu 6 tấc đó nha. Hoành là hoành 20 mấy cả nhà ha. Ở chiều cao. Ờ, chiều cao đa phần thì cũng 2 thước ngoài. 2 thước ha. Ừ. Cây này 2 thước, 8.000 m6. Rồi. Rồi tiếp tục cây mã số 18 nha cả nhà. Rồi. Mã số 18 đồng giá luôn nha cả nhà ơi. Rồi cây này nụ cũng quá chừng luôn. Đò mạnh cái thông số đi. Chiều cao ủa hoành thân. Rồi hoành cây này là 24. Hoành là 24. Rồi nụ nè cả nhà. Nút nụ nè. Quá chừng nụ luôn, hoành là 24. Em quay mã số cho cả nhà mình dễ lựa ha cả nhà. Cao 2m, 8.000m6. 8.000 1,6 thước phải không? Rồi cho anh xin một vòng luôn. Đây cả nhà mình tham khảo một vòng ha. Nói chung là nhà vườn mình đo cũng trừ hao rồi phải không em? Dạ đúng rồi. Rồi, cả nhà mình nhận hàng kiểm tra giùm em. Cái này là mã số 18 em ha. Mã số 18 ha. Mã số 18 luôn. Đồng giá là 1,4 triệu luôn, chậu 6 tấc nha cả nhà. Rồi, tiếp tục lên cây mã số 19 nha cả nhà. Rồi.
Mã số 19. Cây này form lùng lực còn tàn tròn này cả nhà. Hoành thận đòn anh đi. Anh quay nút nụ cả nhà mình coi trước. Đây nút nụ nè cả nhà. 22 hoành. Hoành là 22. 22 hoành. Tán ngàn cây này tròn. Tán ngàn là 1m6 nha. Rồi cái này lùng lực. Cái này tròn, cái này lùng lực đó nha. Đây, nút cao 1m8. Cao là 1m8, nút nụ nè cả nha. Cho anh xin một vòng luôn đi con ơi. Giá mình vô luôn là đồng giá 1 triệu tư hết em ha. 1 triệu tư bao ship quá nha. Rồi quay giùm anh một vòng luôn con. Mã số 19 nha cả nhà. Mã số 19 nha. 1 triệu tư bao ship một cây lùng lực nha cả nhà nha. Rồi tiếp tục lên cái mã 20 cũng là mã cuối clip nha cả nhà. Rồi mã 20 một cây lùng lực luôn. Nụ thì bao nụ luôn cả nhà ơi. Ồ cái cây này. Cái tán ngang nó khá là rộng á cả nhà. 21 hoành. Hoành là 21. Thủ kim nó lên nè cả nhà. Thủ kim nha. Tán ngang mét 8. Tán ngang là 1 thước 8. 21 hoành nha. Cao mét 9. Chiều cao là 1 thước 9. Nụ kim nè cả nhà. Ôi ôi. Nụ có tông nó to ra từ từ ở ngoài nha. Đúng rồi. Ở trong thì lúc nào cũng to hơn hết cả nhà. Rồi nụ mút trong này nữa nè cả nhà. Nụ kim ha. Gốc này mình giao lưu cũng đồng giá là 1 triệu 800 dạ, ngàn, 400 ngàn bao phí ship nha. 1 triệu 400 ngàn cho mã số 20 nha cả nhà nha. Mã số 20. Rồi, đây cả nhà cái tàn. Rồi, mã số 20 này hoành là 23 nha. Tán ngang là 1m8, chiều cao 1m9 ha. Ừ. Rồi, cũng là mã số cuối clip ha. Rồi. Rồi, rất mong cả nhà mình vào xem mình hợp nhãn mã nào mình cứ gọi qua cho em ha cả nhà. Ừ. Số của em là 0948984072 luôn nha. Rồi. Cũng là số Zalo bên em ha. Rồi. Cái bài cả nhà mình hẹn cả nhà mình vào clip sau nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip ngày hôm nay nha. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.